Đầu tiên ở trong vâng trận đấu đầu tiên ở trong vòng chung kết giải đấu Hoa Liên tỉnh Thanh Hóa. Vâng, đây là Egypt, bên phía bên kia là cái gì? Vâng, Egypt và Hitti đối đầu nhau ở một trong một trận chung kết. Vâng, kèo cực kỳ cân. Egypt đối đầu với Hitti rất hay. Và chúng ta cùng chờ đợi xem Cao Văn Tài cũng như Nguyễn Trọng Tín sẽ thi đấu thế nào ở trong trận đấu này. Và ở trong trận chung kết này chúng ta thì có dự đoán, và có cả dự đoán thắng thua và cả dự đoán cung chém. Nên các bạn có thể tham gia dự đoán. Bây giờ thì mình sẽ bật cái đồng hồ lên để cho các bạn có thể. Vâng, bây giờ mình nhớ ra cái đồng hồ. Vâng, dự đoán này có đâu phải có đồng hồ. Với đầu có sai lầm gì đó chúng ta còn biết giờ mà xử lý. Đây rồi. À, tôi lấy cái đồng hồ đây. Ok, vâng, chúng ta quay trở lại với trận đấu này. Vâng, những bây giờ đầu tiên của game thủ Nguyễn ở Cao Văn Tài. Vâng, ngày hôm nay thì Cao Văn Tài lấy cái màu 7 chứ không phải lấy cái màu 2 quen thuộc. Hiện tại thì mình cũng đang ngồi khá gần các game thủ. Vâng, ở cả game thủ luôn. Mình sẽ không thể bình luận bài cũng như thế nhà hay là nó như thế nào. Mình chỉ luận vâng đồ ăn thôi. Để xem nó có ổn hay không. Vâng, như vậy là có hiệu đầu lùa về không? Bình hiệu nó quá xa. Và thôi, có lẽ rằng không. Nhưng mà anh quyết định lùa cái bình hiệu này về. Một bình hiệu như vậy là 6 con. Bình hiệu ở cực xa. Ai chà. Vâng, rồi có phong phạm của top 1 đấy. Không, chết một dân. Hơi đen dành cho Cao Văn Tài ở trong trận đấu đầu tiên. Vâng, bên phía bên kia thì Nguyễn Trọng Tín cũng phải thực sự là rất vất vả trong ngày hôm qua để có thể đi đến với trận chung kết này. Và tôi nghĩ rằng Nguyễn Trọng Tín sẽ có một cái tinh thần nó quyết tâm rất là cao. Nên Cao Văn Tài phải thi đấu thực sự cẩn thận. Bây giờ thì vậy là một cái map mà khá nhiều sư tử dành cho Cao Văn Tài, nhưng mà anh phải giết tới 3 sư tử để có thể đóng được một chiếc S. Chiếc S đầu tiên là chiếc S khá đẹp. Thêm một con sư tử nữa. Vâng, map cực kỳ nhiều sư tử các bạn có nhìn thấy. Và ít nhất là quanh nhà cũng phải có tầm 4 con rồi. Bây giờ thì lùa thêm một cái đàn hiệu. Như vậy là 7 hiệu 6. 3 con về trước và 3 con về sau. Các bạn ý thấy thao tác của Cao Văn Tài cũng khá tốt. Còn tôi đánh giá là khá tốt khi mà cái 7 hiệu nó ở siêu siêu xa. Nhưng mà anh vẫn cố gắng để có thể lùa về. Vâng, những bước dò tiếp theo. Nói chung đồ ăn thì cũng chưa thấy quá nhiều. Không biết bài này sẽ đánh cái gì. Và tôi đã rất mong chờ một cái bài mà solo QR đến từ cả Hitty và cả Egypt. Một quân thì có cái loại đam to nhất, một quân thì có cái số lượng máu trâu nhất. Và nói về thích thì có lẽ tôi thích Egypt hơn. Thực sự là như vậy. Tôi thích Egypt hơn. Bởi vì cái quân Hitty thì nó cái bài của nó rất là khó chịu. Đấy, tôi thích cái thể loại trâu bò, không thích thể loại đam to. Đấy, rất trâu. Khi mà xong một pha đập lô thần trưởng. Rất may mắn dành cho Cao Văn Tài khi mà anh đập lô trúng luôn vãi quả. Và ngay người ta còn đánh lô về đề. Đánh lô về đề và đánh đề về lô. Đây là chiếc BS thứ hai. Và với cái việc mà xuất hiện chiếc BS thứ hai này, các bạn biết Cao Văn Tài sẽ đánh cái gì rồi. Như vậy là tới vâng thi đấu tới tận 26 dân. Một trận khá trâu dân của Cao Văn Tài đây. Bên phía bên kia thì không biết Nguyễn Trọng Tín sẽ đánh cái gì. Hy vọng anh sẽ đánh cung để chúng ta có một cái thể vâng, có một cái trận solo Egypt Hitty. Và tôi nghĩ rằng khi mà lên được cái đầu máu, vâng cả hai bên đều lên được cái đầu máu thì tôi nghĩ rằng cung Egypt sẽ khỏe hơn một chút. Nhưng mà về khả năng điều R thì có lẽ là Hitty sẽ thích hơn, nhưng mà đam nó to hơn nên là hit run nó sướng hơn. Và hiện tại thì lúc nãy mình cũng nhận được cái thông tin mà rất nhiều người đang quan tâm, đó là bao giờ mấy giờ sát kim cương. Thì chắc là hình như là 10 giờ thì phải. À, 10 rưỡi. Lúc nãy thấy KTV Đăng Dũng có đăng ở trong group này thân thiết của chúng ta thì đó là 10 rưỡi. Các bạn cứ bình tĩnh mà tham gia thi đấu thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, quay trở lại với bài đấu của Cao Văn Tài, một trận mà Cao Văn Tài lên không hề sớm một chút nào cả. Và một trận mà đồ ăn ở quá xa và anh chết dần. Vâng, tới 28 dân của Hitty, Hitty đời khá sớm. Vâng, có thể nhìn thấy cái bài của Nguyễn Trọng Tín và anh đời rất sớm ở trong trận đấu này. Với nhất là sớm hơn Cao Văn Tài khoảng tầm 1 phút. Vâng, các bạn nhìn thấy Cao Văn Tài đã xây chiếc nhà gì rồi. Vâng, ý đồ được thể hiện rõ. Vâng, đây cứ gọi là cái loại quân gần như là mạnh nhất ở trong đời ba. Tôi khẳng định với các bạn cái điều này luôn. Một quân mà gần như có thể gọi là mạnh nhất ở trong đời ba. Đây là một cái bài đánh khá quen thuộc. Vâng, đây là không phải là cái thể loại mà solo thuận tiện. Các bạn thích đánh cái gì cũng được, thoải mái thôi. Tham lam một chút xíu, bên kia dòng 14%. Và không chết dân, 28 dân. Còn bên này là 26 dân. Kèo vẫn đang cân thôi. Đến thời điểm tại thì có lẽ rằng bên phía bên kia Nguyễn Trọng Tín sẽ khỏe hơn một chút xíu. Nhưng mà cái điều này cũng chả nói lên cái điều gì cả. Vâng, lực thịt có vẻ đang hơi yếu dành cho Cao Văn Tài. Giờ bắt đầu xây thêm chiếc nhà quân và một cái e bánh xe. Vâng, có một con giò. Bên phía bên kia Nguyễn Trung Tín đang có một điểm số rất cao và dường như Nguyễn Trung Tín đã lên xong đời rồi thì phải, nếu tôi không nhập. Vâng, Cao Văn Tài kích rất muộn và ngành kích ở đầu 11. Như vậy bên kia thì có lẽ cũng lên xong đời rồi. Như vậy là có một con ngựa giò để có thể lọt vào nhà của đối phương. Mình thấy cái phong cách quét chuột này rất giống game thủ tễu ở Clan Hà Nội. Và anh quét từ dưới lên, bình thường các bạn sẽ quét từ trên xuống nhưng mà không. Có một số game thủ lại quét từ dưới lên. Một cách rất dị. Rồi, bánh xe lên xong. Và đây là một bài đánh hỗn mã đến từ Egypt. Và có lẽ là bên phía bên kia Hitty cũng đã biết được cái điều này rồi nên tôi không cần phải giữ nữa. Vâng, sóc đơn kẹp cung rờ. Vâng, có một cung tê đi công sang. Đây là cung tê của Hitty. Nó sẽ bắn rất đau. Và cung tê của Hitty mới sinh ra đã công 3 cộng 1 rồi. Và người ta gọi là con ông cháu cha đấy. Rất khỏe. Và bây giờ những con hỗn mã bắt đầu di chuyển. Vâng, thiếu một chút thịt nữa thôi. Vâng, tên cung đầu của game thủ cầm Hitty cũng đã đến. Mà tôi suy nghĩ thấy chỉ có 3 con nhỉ. Tại sao lại chỉ có 3 con này. Bên phía bên ngoài đang bị bắn ruộng. Bãi ruộng đang bị bắn. Và cung Hitty bắn dần rất đau. Đây là sự khác biệt giữa cung Hitty và các loại cung khác. Nhưng mà vẫn chưa chết bất kỳ một con ông dân nào. Và dường như bắn hơi trượt thì phải. Rồi ăn được con cung tê. Và đây là tên thứ hai. Vâng, hỗn mã sẽ điều dễ hơn những con vâng những vâng thuần cung. Thì hỗn mã vâng có những con sóng đơn ở trước đã. Và để có thể thi đấu lại cái bài cung Hitty thì một bài đánh hỗn mã tôi nghĩ là chuẩn xác. Hitty thì không cần đánh hỗn mã khi mà thuần cung rờ nó cũng khỏe lắm. Đánh hỗn mã để có lợi thế cũng được. Và ghế bên kia thì cung rờ Hitty bắt đầu tụ lại vâng khá đông. Bên này là những con hỗn mã cực kỳ là khó chịu. Tiếp tục là một con rờ đi móc máy vào nhà của Cao Văn Tài. Nhưng Cao Văn Tài vẫn đang thể hiện mình là một người thủ nhà tương đối dẻo. Vâng, 1-2 cung rờ đi móc máy mà thôi. Tiếp tục là vẽ thêm ruộng. Lượng ruộng Cao Văn Tài không phải là nhiều, anh hãy chú ý cái điều này. Vâng, liên tục đã tơn đi công. Vâng, chỉ có một con rờ móc máy thôi, nó đang làm cho Cao Văn Tài mất khá nhiều tay. Hiện tại vẫn đang thủ tươi. Vâng, những tơn rỉa rói rất khó chịu các bạn nhìn thấy. Vẫn là 2L và 2A đều đến từ Cao Văn Tài. Vâng, hit and run. Không cho đối phương có thể làm ăn. Và cái việc mà các bạn đi móc thì không như thế các bạn vì giết đối phương. Không như thế các bạn phải giết dân, các bạn cho dân không làm ăn thì nó cũng là một cái thành công rồi. Vâng, bây giờ thì hit vâng Egypt bắt đầu khỏe dần lên khi mà không thấy những tơn đi công tiếp theo đến từ game thủ cầm Hitty nữa. Vâng, vẫn là những tơn sóc quân đều thôi. Vâng, một tơn khá nhỏ của không phải một tơn nhỏ, vâng tơn thì cũng không phải dạng vừa. Lên một tơn mà dường như là Cao Văn Tài đang muốn đẩy ngược lại đối phương. 5A không, 3A cộng với 2L sóc đều. Bên phía kia thì dường như Hitty đang hoa tử sao quân có vẻ là hơi ít. Có vẻ là Hitty đang hơi xoắn trước con hỗn mã của Egypt chăng.
Có những pha phẩy eo của Cao Văn Tài, và trong tình huống này thì nhiều khả năng Nguyễn Trọng Tín sẽ phải là người nằm xuống. Vâng, có một tấn công ở đằng sau nhưng mà tấn công này cũng không quá đông. Vâng, cung đầu Cao Văn Tài thì đã có chặt gỗ 2 rồi. Không biết bên kia Hit Tiện đã có chặt gỗ 2 hay chưa. Có cần nâng một cái công cho cho những con sóc đơn của Egypt hay không? Vâng, tên này không biết có công hay không. Các bạn thấy sức mạnh của hỗn mã Egypt đang thể hiện rất bá đạo. Vâng, bỏ lây trở vào trong ăn dần. Sau đó là tiếp tục đẩy quân lên. Vâng, những tên móc máy. Đấy, như Nguyễn Trọng Tín, sở trường của anh đó chính là móc máy thì phải. Tuy trong một vài con sóc đơn và có vẻ là hợp lý hơn, nhưng mà sóc đơn ăn dần nhanh vô cùng. Nếu một công trong sơn cho sóc đơn hay không. Vâng, một tên đi móc máy của game thủ Nguyễn Trọng Tín. Vậy là vẫn chưa để nói trước điều gì cả. Vâng, bãi gỗ tiếp tục bị móc máy. Nhưng con Gura Hit bắn là cực đau. Vâng, trong một vài con nông dân đào vàng để có thể nâng cấp cái đầu máu hay không. Vậy thì Nguyễn Trọng Tín đang bị ô bà. Vâng, đang bị ô bà đến từ Nguyễn Trọng Tín. Mà anh Tín thật rồi. Con sóc đơn ăn dần thì đừng có hỏi tại sao. Bên trong, vâng, bên trong nhà Nguyễn Trọng Tín thì còn một vài con Gura để có thể thủ lại những con Gura ăn dần của Cao Văn Tài. Vâng, đánh sóc quân kiểu gì thấy nhà hai con, nhà ba con. Đây những game thủ không chuyên. Ở nên cái việc mà các bạn xem nó có cái gì đó không chuẩn chỉ thì các bạn cũng phải thông cảm thôi. Mà nếu mà chuyên thì chắc chả tha cái này. Có khi chắc chả được chơi. Vâng, tờ này hơi khó đấy. Vâng, thế đứng quân của Hitty là cực đẹp. Trong tờ này phải lùi rồi. Vậy là vừa rồi là một pha thủ nhà tương đối tốt của Nguyễn Trọng Tín. Hai thủ vẫn đang thể hiện rất cân phèo. Trong một con nông dân đào vàng để có thể nâng cấp cái đầu máu sớm hay chăng. Khi mà Egypt lên được cái đầu máu thì nó rất là khác bọt. Và bây giờ thì là 93 máu. Sau khi lên được đầu máu xong thì nó sẽ là 106. Vâng, nó sẽ hơn cái quân bình thường tới 26 máu. Rồi, chơi luôn tờ này. Vâng, tờ này chơi thoải mái luôn. Sóc đơn có một cái công không? À, như vậy là sóc đơn đã có công rồi. Đấy, thấy sức mạnh của hỗn mã. Không, như vậy thì tên này. Không, tên này thì không ổn rồi. Và tờ này Nguyễn Trọng Tín dường như có vẻ đông quân hơn. Tăng BA thứ 5. 5A cộng với không, 4A cộng với 3 chiếc nhà, à không, 2 chiếc nhà BL. Một tên đi công của Nguyễn Trọng Tín. Đế sóc quân Cao Văn Tài. Nãy giờ thì anh không sóc quân 4A sóc bèo và hình như là không sóc sóc đơn đi phải. Nhưng tên đi cùng vào trong móc máy của Nguyễn Trọng Tín là quá khó chịu. Và Cao Văn Tài đang phải hơi rối loạn nhà. Tưởng chừng như là Cao Văn Tài sẽ chiếm lợi thế nhưng không. Bây giờ thì Nguyễn Trọng Tín đang đẩy ngược lại. Và dường như quân của anh là đông hơn. Timeline please. 43 dần và timeline của Nguyễn Trọng Tín đang cực đẻ. 1-0 dành cho Nguyễn Trọng Tín ở trong trận đấu chung kết. Một trận đấu mà Nguyễn Trọng Tín thi đấu quá hay. Và các bạn nhìn những tờ móc máy cực kỳ tuyệt vời. Mặc dù nhà anh không phải là quá đẹp. Không, thực ra nhà anh đẹp nhưng mà anh thi đấu theo kiểu mà đi công rất phụ. 1-0 dành cho Nguyễn Trọng Tín. Và chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo. Trận đấu thứ 2 ở trong vòng đấu chung kết này. Vâng, 5 nhà BA. Trận đấu vừa rồi thì theo nhận định thì Cao Văn Tài có vẻ như và anh hơi vội.